Thu đông là vụ sản xuất trong mùa mưa nên tình hình dịch hại cũng phát triển mạnh hơn so với vụ hè thu và đông xuân. Do vậy, nhà nông cần thường xuyên thăm đồng, sớm phát hiện sâu bệnh trên đồng ruộng, nhất là đào ôn, chết bì lá vi khuẩn, trầy nâu, và chủ động phòng trừ hiệu quả để bảo vệ tốt năng suất cho vụ lúa này. Trầy nâu là một trong những đối tượng gây hại quan trọng trên ruộng lúa. Ngoài việc chích hút làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây lúa, chúng còn mang virus truyền bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá. Để phòng trừ đối tượng này, thời gian qua nhiều bà con nông dân đã sử dụng hiệu quả thuốc Betagon và tránh được trầy nâu gối lúa bộc phát gây hại cho cây lúa ở giai đoạn sau. Theo tình hình của vụ thu đông ở đây, nông dân người ta gọi là vụ ba, thì năm nay cái rầy nó xuất hiện tương đối là sớm, cái mật độ rầy nó cũng tương đối là cao. Theo kinh nghiệm của tôi thì khi ra thăm đồng thì phát hiện thấy rầy khoảng cỡ 2 đến 3 con trên một nhánh lúa. Tuổi rầy độ tuổi độ 1, độ 2 thì tôi về tôi mua Metagon ra tôi phun xịt. Sau 3-4 ngày thì ra kiểm tra lại thì hiệu quả đạt rất là tốt. Từ giai đoạn trổ trở về sau, ruộng lúa bị đổ ngã không chỉ làm giảm năng suất mà còn ảnh hưởng lớn đến chất lượng và bán không được giá. Để khắc phục vấn đề này, bên cạnh việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong canh tác, bà con nông dân còn ưu tiên chọn lựa sử dụng những loại phân bón lá có chứa canxi, kali, silic nhằm giúp cho ruộng lúa cứng cây, đứng lá và hạn chế đổ ngã trong mùa mưa bão. Bản thân tôi thì tôi có xài sử dụng sản phẩm Silimax của Lộc Trời được khoảng 3-4 mùa rồi, thì thấy cái hiệu quả về vấn đề cứng cây rất là tốt. Lần thứ nhất thì tôi xài vào khoảng cỡ 35-40 ngày. Thì thứ nhất là khi tôi sử dụng nó thì thấy cái lá lúa nó dày hơn, rồi nó cứng cây hơn, cái lóng nó ngắn hơn mà nó độ dày, nó dày cái lóng nó dày hơn. Nó giảm hạn chế được cái mức độ đổ ngã về sau rất nhiều. Giai đoạn thứ hai là tôi xịt vào thời điểm sau trổ khoảng một tuần. Nó vô gạo rất lẹ, hột lúa nó sáng. Vụ hè thu năm 2016 á, thì tôi cái vụ đầu tiên tôi sử dụng nó thì là thấy là cái hiệu quả rõ ràng là ruộng tôi nó không bị đổ ngã. So với ruộng hai bên là ruộng tôi nó rất là thành công trong cái vụ đó. Thì cho nên là từ đó tới giờ tôi sử dụng thì hầu như chưa có vụ nào lúa tôi bị nằm, không có bị đổ ngã. Thưa bà con và các bạn, hiện nay phần lớn diện tích lúa thu đông ở Kiên Giang đang từ giai đoạn mạ đến rễ nhánh tích cực. Đây là giai đoạn mà cây lúa rất dễ bị nhiễm sâu bệnh, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa nhiều. Đến với phần tư vấn nhà nông kỳ này, mời bà con và các bạn theo dõi cuộc tọa đàm giữa cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời với một số bà con nông dân ở xã Tân An và Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang về biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả cho vụ lúa thu đông. Nhân dịp hội thảo đầu bờ có kỹ sư, thì tôi xin hỏi kỹ sư là có các phương pháp nào để ngăn ngừa cái bệnh cháy bìa lá? Thưa bà con, lúa trong vụ ba này thì nó rớt vô những ngày mưa nhiều, gió mạnh. Theo dự báo của chị Xuân Lan ở Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ thì trong đầu tháng 9, cuối tháng 8 tới đây còn nhiều đợt gió bão nữa. Và cũng mưa nhiều cho tới tháng 10 luôn. Thành ra lúa của bà con từ bây giờ mới có bắt đầu có đồng thôi. Rồi có những cánh đồng là mới chuẩn bị, mới xạ mạ non thôi. Thành ra trong những ngày mưa liên tục như thế thì bà con chú ý, nếu lúa còn nhỏ là phải bón phân đạm ít thôi, giảm tối đa cái lượng phân đạm để coi như là cái giảm cái áp lực về bệnh. Bởi vì khi mà mưa thì lá nó cọ sát lẫn nhau, lá này nó cắt cứa lá kia, nó tạo những vết thương, rồi cái vi khuẩn nó theo cái nước mưa nó xâm nhiễm vô vết thương đó, nó làm cho cái lúa bị cháy bìa lá. Bà con theo dõi thời tiết và mình chặn trước khi có những đợt mưa kéo dài, hoặc là sau khi đợt mưa đó vừa dứt, nắng lên thì mình phun lại liền.
thì cái thuốc để đặc trị cái vi khuẩn trái bì lá này là cái Totan. Bà con có thể kết hợp với lại thuốc Amitatop hay là Filia ở những cái lần phun mà mình trừ nấm bệnh, thí dụ như nó có xuất hiện thêm cái đậu ôn thì bà con kết hợp với lại Filia. Còn ngay cái giai đoạn trổ thì bà con kết hợp với Amitatop. Thì Totan thì bà con sử dụng khoảng 2 gói này cho 1.000 mét vuông. Nếu là một công tầm cắt thì sử dụng 3 gói. Mình pha phun đều thì nó khống chế được cái vi khuẩn. Mà chủ yếu là bà con nên áp dụng kỹ thuật canh tác là phải giảm phân, nhất là phân đạm, rồi tháo nước. Thứ ba nữa là bà con khi phun thuốc đó là bà con đợi cho ráo hết xương hoặc là mưa nó khô lá đi, mình hãy lội vô phun. Thì Totan là cái thuốc phòng trị vi khuẩn từ lúc trái bề lá cho đến khi lúa trổ để nó ngăn ngừa cái lép vàng. Cho nên là bà con ứng dụng cái Totan khoảng 4-5 ngày rồi mình phun lặp lại, hoặc là sau cái đợt áp thấp nhiệt đới, đợt mưa bão mình phun trận trở lại liền để đừng có lây lan nữa. Thì như vậy áp dụng một số cái giải pháp như vậy thì mình sẽ khống chế được vi khuẩn trong mùa mưa rất tốt. Năm nay là cái rầy nó xuất hiện sớm mà nó mật số nó cao, thì xin kỹ sư cho biết là cái cách phòng trừ như thế nào cho nó có hiệu quả. Kính thưa bà con, thì đối với rầy nâu thì năm nay bà con thấy là chu kỳ là 12 đến 14 năm một lần. Thì năm nay là cái năm 2017 là cái năm đầu tiên của cái chu kỳ mà 12 năm một lần. Thành ra bà thấy chung quy, bà con mình thấy chung quy lại đối với rầy nâu dòng đợi là một tháng bà con. Thì bà con thấy là sau khi mà nó di trú vô thì một tuần lễ sau thì bà con thấy nó nở ra một cái lứa mới. Và cứ 3 ngày là lên một lứa bà con. Khi chúng ta cắt được cái lứa gầy ở giai đoạn làm đồng thì cái cà lũ chổi chúng ta được nó an toàn hơn. Thành ra đây là một cái điều mà chúng ta cần quan tâm để chúng ta cắt lứa kịp thời. Đối với cái thuốc gầy thì ở đây chúng tôi vẫn làm sao hướng bà con mình đưa vào cái sản phẩm ở thời điểm này là cái lưu dẫn dài. Thì cái chết nó sẽ đáp ứng được cái chuyện này bà con. Thì khi chúng ta đưa cái chết vào cái rầy nâu ở giai đoạn tuổi 1 và càng nhí nở ra rai á, thì lúc này bà con thấy là cái chết nó sẽ kiểm soát một cách từ từ và lưu dẫn kéo dài. Và khi chúng ta cắt được cái lứa ở giai đoạn làm đồng thì cái khả năng bộc phát gầy ở giai đoạn sau thì nó sẽ hạn chế hơn. Và một cái yếu tố thứ hai thì khi mà chúng ta quản lý không, hoặc là chúng ta thăm đồng không có kịp thời thì con gầy nó trở lên nâu quá bà con. Thì lúc này cái việc phòng trị rất là khó. Thì thường thường kinh nghiệm ở đây bà con chúng ta là đưa vào đây cái sản phẩm là Metagon. Thì đây là một cái sản phẩm mới bà con của tập đoàn Lộc Trời. Thì đây là một thuốc tiếp xúc chết nhanh. Thành ra bà con có thể là đưa vào cái thời điểm này để chúng ta diệt đi con gầy nâu, có nghĩa là con gầy nó chuyển nâu rồi đó, để chúng ta giảm mặt số một cách tức thì. Và trong cái trường hợp mà gầy mà nó gối lứa đi, có nghĩa là nhặt số cao đi, thì chúng ta có thể kết hợp cái Metagon này cùng với cái chết. Một cái là giải quyết tức thì, và cái thứ hai là cái chết thì chúng ta giải quyết một cách lâu dài. Thì vừa tức thì vừa lâu dài thì nó sẽ giảm mặt số và nó ngăn ngừa, nó quản lý được cái gầy nâu của ta ở giai đoạn sau nó tốt hơn. Và bây giờ là lúa đang đến giai đoạn làm đồng, và xin hỏi kỹ sư là có cách nào đó và trong cái đợt mưa bão này á thì có cách nào để cho lúa nó cứng cây đừng đổ ngã? Thì bà con vừa nghe anh kỹ sư Dũng cũng chia sẻ cho bà con mình trong cái đợt tháng 8, tháng 9 là cái thời điểm này là cái đỉnh lũ nó lên và kèm đó là cái mưa bão rất là nhiều, và cái thời điểm này là cái thời điểm lúa bà con chúng ta là vào giai đoạn trổ. Thành ra cái yếu tố quan trọng ở thời điểm này là bà con chúng ta cần quan tâm. Thời điểm làm đồng thì người ta chủ yếu tập trung vào cái cây lúa, đưa cái silimax vào để người ta làm cho cái gia cố cái lóng đồng đó bà con, cái lóng đổ ngã, cái lóng thứ hai á, thì người ta đưa vào đó sẽ cho cái lóng chúng ta nó nhặt hơn, nó chắc hơn, và cái thành lóng chúng ta nó dày hơn, thì cái khả năng đổ ngã nó sẽ ít hơn. Và cái thứ hai là khi người ta đưa vào cái thời điểm này, người ta thấy một cái chuyện là người ta cung cấp cái silic trên cái lá. Và khi mà cái silic nó vào cái lá thì làm cho cái lá chúng ta nó dày hơn, nó mỏng hơn, hay là bà con gọi mình là cái mỡ gà đó, thì cái khả năng mà cái sâu hại nó xâm nhập cho nó ít hơn. Thành ra cái đó là một cái chiêu thức mà bà con chúng ta thường đưa vô để ở cái giai đoạn làm đồng. Còn cái giai đoạn thứ hai thì người ta đưa cái silimax vào cái giai đoạn là trổ. Mục đích của bà con ở đây đưa vô đây là để làm sao cho cái gia cố được cái cổ bông, và cái thứ hai là vô gạo nhanh. Thì trong cái thời điểm này, cái trong cái silimax nó có cái canxi, thì cái canxi nó sẽ hỗ trợ cho cái vấn đề mà quang tổng hợp nó tạo đường, và khi mà cái cây lúa chúng ta tạo đường nhiều hơn thì nó sẽ tạo tinh bột nhiều hơn. Và vai trò thứ hai là kali, kali nó sẽ giúp
cho cái việc mà tạo đường, nó vận chuyển cái đường từ bên ngoài cái lá quan hợp được và nó di chuyển vào trong cái hạt lúa. Thành ra bà con mình thấy là cung cấp cái kali ở thời điểm này, cái lúa chúng ta vô cậy nhanh hơn và chín sớm hơn. Và một cái chất thứ ba là cái silic. Silic người ta đưa vào giai đoạn này để người ta gia cố cái lá cho nó dày hơn, thì cái khả năng bệnh nó ít hơn, mà bệnh nó ít hơn thì cái khả năng quang hợp nó nhiều hơn bà con. Thành ra bà con mình thấy đối với cái giai đoạn mà trổ chính thì cái Silimax nó đem lại cái hiệu quả rất là cao. Đối với cái liều lượng bình thường của cái Silimax thì chúng ta dùng cho 1 lít cho 1 hecta, nhưng mà bà con người ta làm giống, người ta lại đưa vào 2 lít cho 1 hecta bà con, thì người ta thấy là cái lúa chúng ta nó chín trước hơn cái bình thường là 3 ngày. Đó là một cái điểm mạnh cũng như là cái lưu ý trong cái mùa mưa này, mà bà con chúng ta nên đưa cái Silimax vào hai cái thời điểm làm đồng và chỗ điều, hoặc là cuối vòng cái, thì nó sẽ giúp cho bà con chúng ta mang lại cái hiệu quả cao hơn trong cái canh tác vụ ba này. Xin cảm ơn bà con. Thưa bà con và các bạn, thời tiết bất lợi không chỉ phát sinh nhiều loại dịch hại trên đồng ruộng mà còn ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa, đặc biệt là trong giai đoạn làm đồng. Để góp phần giúp nhà nông cải thiện vấn đề này, sau đây kỹ sư Trương Quang Hoàng Dũng, công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời sẽ trao đổi cùng bà con nông dân về biện pháp để cây lúa thu đông có được đồng to và trổ đồng loạt hơn. Để tăng cường cho cái đồng nó phát triển ra nhiều nhánh giá, nhiều hạt, bà con sẽ chọn thời điểm đúng lúc là khoảng từ 38 đến 42, 45 ngày tùy theo giống. Mùa này ở giống 54, 51, 69, 76 thì nó có khoảng từ 40, 42, 6976 thì khoảng 45 ngày. Thì bà con xé ra cái đồng, mình thấy từ dưới gốc lên nó có 1.5 lóng, nó có cái bùi nhùi nhỏ xíu như là nửa khoảng là một ly rưỡi thôi, thì nó mang cái tim đèn. Lúc đó thì bà con kích hoạt bằng cái bơm lower, thì sử dụng cái bơm lower này vào thời điểm đó nó có ý nghĩa là đây là cái chất nitrobenzen đưa vào trong cây trồng chúng ta để nó kích hoạt cho cái giai đoạn đó nó phát triển qua, thì nó nở qua mạnh mẽ hơn, nhiều hơn. Thành ra là bà con đưa đúng thời điểm đồng một ly này thì tạo được cái bông mình nó sẽ nhiều nhánh giá, mang nhiều hạt hơn. Chỉ cần một bông nó tăng lên khoảng 3 đến 5 hạt thì cái năng suất trên 1.000 mét vuông mình cũng tăng thêm được một bao tới hai bao. Do đó là bà con chú ý đúng thời điểm 1.5 lóng nó mang tim đèn 1 ly thì bà con kích hoạt bằng cái bơm lower để nó tăng được cái năng suất. Thứ hai là bà con chú ý đến cái con nhện giá ở giai đoạn đồng mà đến trổ, thì bà con sử dụng cái Kinalut. Dù là mùa mưa nhưng mà nó vẫn còn cái nhện giá của vụ trước nó để lại, hoặc là người ta thu hoạch thì nó sẽ theo gió nó lây lan sang ruộng chúng ta. Thì bà con ứng dụng cái Kinalut này vào thời điểm là bắt đầu bón phân nấu đồng một đợt và bắt đầu trổ lẹt xẹt, thì bà con sử dụng lại một lần nữa. Mình có thể kết hợp chung với các loại thuốc mà mình cần phun ở giai đoạn đó, mục đích để nó diệt cái con nhện giá trước khi lúa trổ. Bởi vì lúa đã trổ rồi thì bà con thấy nó có đen hạt thì bà con cũng không có tác động gì kịp. Do đó là đối với nhện giá chúng ta phải phòng ngừa, mà phòng ngừa vào hai thời điểm chính, đó là đồng và thời điểm trổ lạc sạc. Chúc bà con thắng lợi trong cái vụ ba này để lúa chúng ta đẹp và được cái giá cao hơn. Những thắc mắc về quản lý dịch hại trên đồng ruộng, xin nhà nông liên hệ với ban tư vấn kỹ thuật công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời qua số điện thoại 0918 42 90 65. Kỹ sư Trương Quang Hoàng Dũng sẽ trả lời trực tiếp cho bà con nông dân. Thưa bà con và các bạn, chuyên đề cùng nông dân ra đồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang ngày hôm nay cùng công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời phối hợp thực hiện đến đây là hết. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bà con và các bạn với chủ đề kinh nghiệm bón phân, đón đồng và giúp lúa cứng cây, hạn chế đổ ngã trong mùa mưa bão. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con và các bạn trong chuyên đề kỳ sau.